Vâng ạ. Qua tem bạn trận này y chang trận nãy toàn thông thọ S thôi. Hồi nãy cái trận hồi nãy tem bên bạn thông thọ A thông thọ S không à? Làm mình hết cả hồn. Trận này ai đi rừng đây, Van Heo hay là Joker? Khai ra mau. Khai nhanh lên. Đừng có nói gì hết trơn á. Cẩn thận Joker bật ulti nhé, sợ. Tớ có Joker nó bật ulti nó không sợ Slim nha. Tại vì Slim phóng trúng chiêu một nó không bị choáng. Tại vì lớp da nó dày này, không, khi mà nó chưa mất lớp da vậy nó không bị choáng, không bị làm chậm, không bị chói luôn luôn. Trừ khi bị cái con mấy con nó cắn rồi, Omen chói lại, hoặc là hiện tại hình như giờ chỉ có hai con mà không thể thoát ra được, đó chính là Omen với cả Abun thôi. Trang bị của mình, trang bị mình lên sẽ là như thế này nhá, trang bị thứ hai nhá, đó kiếm chi hồn, giày đánh, kiếm Honey thanh kiếm và cái cây ra và cái cây kiếm Muramasa, Masasa Sona. Nay nghe rõ thế nhỉ? Tại anh không bật nhạc đó em, anh bật nhạc thì nó ồn thì sao? Không, không nghe thấy. Rồi đây mấy bạn đã có sự tranh dừng đến từ Joker, Joker và Van Heo. Joker đã tuyên bố thẳng từng một câu, các bạn có muốn thắng không? Và mình trả lời một câu loạn, đó chính là không, không có thắng. Tôi không muốn thắng theo cái trạng thái gọi là tem bảng gọi là phá. Tôi muốn thắng theo cái này thì thắng không, này này thì tranh dừng, này đấy tranh dừng này. Chiến thuật của các bạn rất là lợi hại. Dụ chuyên chat xong rồi nó quánh như chim. Bắt tay em ít nè. Đừng có nghe lời nó dụ đấy. Để sợ chạy ra một phát đang ăn nó ngon lành, cái tem bên nó khoan cho kìa bà dừng. Chiêu 1 thấy còn một lớp giáp đó mà hết chiêu á.
kia nó bút cho con ăn ngon đánh cứng quá. Ba lông chim quài ấy chán rồi đấy nhở, mày chơi không được ông chủ để mình còn ganh như thế giờ rồi đi phít mài kiểu này thì ai mà đánh bắn hết thầy sống cho chết của ôi chơi không có cơ hội mà đánh luôn đi. Đánh ngày cuối trận thì được. Con văn heo tử con Alice nó cũng tin thật chứ. Không sao. Khó chịu lắm ấy. Lên trên, đậu xanh nó đụng với con ấy thì mình chết rồi. Chết mặt đâu rồi.
con mang theo kia nó chết tươi luôn. Nó tung kinh công nè, kinh công là nguyên thôi. Để đâu, ai biết được chuyện gì xảy ra. Ông ba ông đâm đầu không được. Hư. Nát đầu luôn. Có gì mà buồn cười quá đâu. Hư. Nát đầu luôn, nát đầu mình ấy, nát đầu của Superman. Bóng chúng với ba đây, ba nhau một cái là ba nhau là chết à. Anh Triệu Vân anh bắt mình ấy, đậu buồn cười vãi. Trời ơi, Superman làm gì đấy? Hura đẩy thế nào, tưởng thế nào, thế chạy ở đằng trước nó luôn. Đẩy hụt, vãi, Superman. Rồi đang có bùa nè, chơi nó. Này thì van heo đi rừng gánh tim liền. Lúc đầu cho mình thế luôn ấy. Thế mà lúc đầu sẽ được có A mạng chết 6, 7 mạng gì. Cho van heo đi nó đổi cái con Alice nó bút khó chịu vãi. Lúc đầu đánh được đâu. Thế sau này lấy lại được. Sướng do mua được mắt hai em quấn để mình. Có đồng là 3-0 mà. Có ai đi đâm út cho hoài.